Vâng, chào mừng quý anh chị em yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh YouTube của T Audio. Để trở lại clip, T Audio làm clip giới thiệu những sản phẩm về với trung tâm của T Audio. Cấu hình trước mắt quý vị các bạn chúng ta đang xem là model của cặp loa JBL SR4733A CZ2. Cấu trúc với một thân thùng hai loa bass 40 từ 220 côn 100 và một loa chép kèn cực khủng từ 220 côn 100. Với model của chép là 2447G và model của bass là 2226HBL. Em xin lỗi là 2226H. 2226HBL được trang bị cho những cặp loa đời X. 2226H được trang bị cho những cặp loa đời A. Tuy nhiên về trở kháng ôm thì vẫn là 8 ôm. Một thân thùng được thiết kế hai loa bass 40 cho chất âm ra cực mạnh. Hai loa bass 8 ôm đi vào một thân thùng đưa ra cho chúng ta một chất âm ở trở kháng là 4 ôm với công suất định mức là 1200W cho một thùng. Hai thùng là 2400W ở công suất định mức trung bình theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Để phục vụ cho những căn phòng to, những sân chơi hoặc những sự kiện hoặc những quán cà phê hoặc những phòng lớn chúng ta cần chơi mạnh thì đây là những cặp 4733A phù hợp cho những căn phòng lớn để chúng ta có thể chơi công suất mạnh. Và đây cũng là nhìn chung một cặp loa cực kỳ đẹp, được đánh giá với chất bãi đây là một cặp loa cực kỳ đẹp. Về độ zin thì những cặp loa như thế này đảm bảo zin 100% về cả độ đẹp bên trong. Tuy nhiên sau những clip này, nếu như chưa có quý vị nào sở hữu cặp 33A này thì T Audio cũng sẽ sắp xếp thời gian làm những clip để mở nội thất ở bên trong để chúng ta cùng xem chi tiết về nội thất của cặp 33A này. Ở phía trước chúng ta thấy được thiết kế một chiếc họng kèn. Một chiếc họng kèn cực to, có chất âm phóng ra cực xa và cực mạnh, lời thì cực sáng. Để phục vụ chúng ta có thể hát và nghe nhạc mạnh, hát sẽ nhẹ và lời của micro sẽ khỏe, thì chúng ta sở hữu những cặp kèn to như thế này để chơi với những không gian lớn. Ở phía trước chúng ta nhìn thấy được thiết kế với một tấm lưới e căng. Một tấm lưới e căng được thiết kế dòng lỗ vuông. Đấy. Những sợi dây sắt được kết lại với lỗ vuông và sợi dây sắt rất là to, nhìn rất là khỏe và rất là hợp hố cũng như nhìn rất gấu. Được thiết kế một lớp nhựa để bảo quản lớp sắt này. Thì đây là những tấm lưới còn rất là đẹp, chưa bị rỉ cũng như chưa bị xây sát chỗ nào. Đây là những cái loại lưới được sơn một lớp sơn cách điện. Ở bên ngoài có một lớp sơn hơi dẻo dẻo tay. Hơi dẻo dẻo tay. Ở nhiều những quý vị chưa va chạm những dòng này thì thấy nó hơi dẻo dẻo tay này, cứ nghĩ là người bán sơn lại nhưng không phải. Đây là những lớp sơn chuẩn của Mỹ. Nó có cái độ dẻo rất là lâu, nó không khô. Không khô mà nó cứ dẻo dẻo. Tuy nhiên nó dẻo vậy thôi, nhưng khi nó bẩn bụi chúng ta lại lau một cái rất đơn giản là nó sạch, lại không dính bụi. Đấy, rất là hay ở điểm như vậy. Ở đây chúng ta nhìn thấy được thiết kế hai lỗ thông hơi ở bên trong. Ở bên trong chúng ta nhìn qua tấm lưới thấy những tấm bông tiêu âm màu vàng theo truyền thống của đời A. Những cặp này, đời A này thì nó rất là thơm. Đời X thì ít có cặp thơm nhưng mà đời A là rất là thơm. Thì có thể là chất liệu gỗ của đời A và đời X là chất liệu gỗ khác nhau. Vì vậy nên đời A 80% là mở ra là bên trong có mùi thơm. Nhưng đời X thì 80% là mở ra bên trong không có mùi thơm. Theo T Audio nghĩ thì chắc chắn là thơm do chất liệu gỗ. Những chiếc loa bass chúng ta nhìn thấy, tuy nhìn qua tấm lưới nhưng chúng ta thấy rất là đẹp, màng còn rất là sáng và độ đẹp và xì cực kỳ cao. Được thiết kế một tấm một chiếc tem logo ở phía trước. Combo của 4733A thì đi với súp và kép 4719A.
Combo của 4733X thì đi với số kép 4719X. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể dùng những cặp 33A này đi với những cặp số kép của 4719X là chuyện bình thường, không vấn đề gì. Bên đây là bên thứ hai. Chúng ta cũng nhìn thấy về nhìn chung mặt trước đẹp như nhau. Về tấm lưới còn giữ được độ bóng, độ đẹp và không bị bong tróc. Tuy nhiên thì Aldo luôn luôn vẫn khuyến cáo đến những người chơi là hàng bãi thì cũng không bao giờ được tuyệt đối 100%. Tuy nhiên cũng có điểm chê, cũng có điểm xước nếu như chúng ta để tìm kiếm những cái điểm trừ thì nó sẽ có. Nhưng chúng ta chơi hàng bãi thì chúng ta cũng tính đến điểm trừ và điểm cộng, điểm nào nhiều hơn. Thí dụ như 80% điểm cộng, chỉ có 20% điểm trừ thì đây là những cặp loa cực kỳ đẹp. Còn những cái mà tìm không ra điểm trừ thì chúng ta chỉ mua hàng mới. Mà đôi khi chúng ta mua hàng mới có thể xui xẻo vận chuyển từ đất nước xa xôi về đến Việt Nam, có khi nó vẫn có bị tì vết là chuyện bình thường. Ở những cặp như thế này đảm bảo ở bên trong đẹp và bên ngoài thì cũng là đẹp như thế này, chúng ta đã từng xem. Dòng đời A được thiết kế thùng bọc một lớp nỉ, dòng đời X thì được trang bị thùng sơn cát. Và tất cả đời A thì được trang bị những cái bắt góc như thế này. Chúng ta nhìn thấy là những cái bắt góc như này. Những cái bắt góc như thế này, một là ôm góc cho thùng được khỏe khoắn hơn, hai là chúng ta có thể để chồng những chiếc loa khác lên. Thì nó tùy vào những các cái điểm này, nó có thể giữ mà loa không bị rơi, không bị chạy ra bên ngoài. Nỉ thì những cái nỉ như này thì nó là nỉ màu đen lông chuột. Đây là những chiếc nỉ còn nguyên bản ở những chiếc tay sách ở hai bên hông SR. Vâng, ở những video như thế này thì Aldo cũng quay chi tiết để chúng ta được xem cũng như trải nghiệm về độ đẹp của sản phẩm và về với trung tâm của T-Audio. Vì vậy nên những quý anh chị nào có nhu cầu sở hữu xin hãy liên hệ để biết được chi tiết thông tin về sản phẩm mà bên trung tâm của T-Audio đang có cũng như đang sở hữu. Hai bên hông được trang bị hai chiếc logo bằng nhôm có chữ JBL. Tuy nhiên thì T-Audio cũng vẫn nói với quý vị riêng ở đâu bán thì họ cũng nói là 90 rồi 98 rồi 99,9% vân vân, nhưng bên tỷ Âu Đô thì không, lúc nào cũng khuyến cáo đến những người chơi là nó có vết xước hoặc là nó có vết nọ vết kia, nhưng có những vết nó không ưng ý. Tuy nhiên những cái vết không ưng ý là nó ở những cái điểm nào, nó ở những cái điểm mà không ảnh hưởng gì đến chất âm đấy, không ảnh hưởng đến cái độ zin của dòng sản phẩm. Còn hàng đã qua sử dụng thì chúng ta không bao giờ tránh hết được. Tuy nhiên những cặp như này theo chất bãi thì bên trung tâm của T-Audio cũng đánh giá như thế này là được đẹp tuyệt đối theo chất bãi và zin tuyệt đối và hàng xịn tuyệt đối đúng của Mỹ. Chứ T-Audio thì cũng không hay hoa hè gì cả, cũng không hay nói tô điểm cái sản phẩm của mình mà nó có như thế nào thì mình cứ nói như vậy để đảm bảo cho người chơi trước khi quyết định chơi những cặp loa sản phẩm như thế nào. Chứ cứ nói là 90 với 95 với 99% nhưng mà về đến nhà thì nó lại không được như vậy. Ở nó lại chỉ được có 60%, 50%, lúc ấy các bác rất là chán. Còn bên trung tâm của Teodo, ví dụ như những cái cặp này thì Teodo nói nó được 80%. Ấy thì nó là 80% thật. Nó là 80% thật chứ không phải nó 80% nói lên 95 99% để quý vị và các bạn chúng ta nghĩ rằng 99% nó là rất là đẹp rồi. Đấy, để chúng ta ủng hộ chúng ta mua nhưng về nhà nó không ý là chúng ta rất buồn. Nhưng cái 80% của Teodo nói là nói thật. Ví dụ như Teodo nói 80% là chắc chắn nó những cái cặp như này nó phải đẹp bằng như khác người ta nói 99% mới lại 95%. Vì Teodo bán hàng Teodo biết nhiều những người nói là nó 99 với 95% nhưng mà thực chất ra cuối cùng thì nó chỉ được khoảng 60% thôi,
nó là còn không bằng cái 70%, 60% mà bên trung tâm của tiểu đường đang có. Đấy. Còn những cặp như này về độ zin thì chúng ta cứ yên tâm, không phải hỏi đến độ zin, còn về độ đẹp chắc chắn là nhìn chung về chất bãi cặp này 80% trở lên quý vị nhé, 80% trở lên. Tuy nhiên thì nó cũng có điểm cộng, cũng có điểm trừ, cũng có những cái nếu chúng ta cứ cố tình tìm ra cái vết để chúng ta chê, tìm ra những cái vết chúng ta không ưng thì nhất định là nó phải có. Còn về độ zin độ đẹp thì như này chắc chắn những quý vị nào, anh chị nào mà đã từng chơi hàng bãi thì đánh giá nhìn chung về những cái mặt trước như này là chúng ta cũng có thể biết được độ đẹp nó được bao nhiêu phần trăm và nó có lọt tầm mắt hay không. Mọi nhu cầu mua sắm xin hãy liên hệ bên trung tâm của TL-DIO để biết chi tiết về giá của sản phẩm trong thời điểm này. TL-DIO xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cũng như xem theo dõi trên kênh của TL-DIO.